Tuy nhiên, về bề ngoài thì anh này kia chỉ là một tay trộm mộ lão luyện, nhưng tôi luôn cảm thấy anh ta không hề đơn giản. Điều đầu tiên là anh ta biết rất nhiều thứ, ngay cả tới Trung Kim Biên cũng tự nhận không bằng. Thứ hai, một người tự dựa vào nguồn nước mà có thể cầm cự được gần một tháng thì tuyệt đối không thể nào hạng người bình thường. Do đó, tôi đã kể hết mọi chuyện của ba người chúng tôi cho anh ta nghe một lượt, hy vọng anh ta có thể giải thích cho chúng tôi nghe tụi tôi điều. Anh này nghe chúng tôi kể xong, tỏ ý ra ngạc nhiên hỏi, trên người các ba cô cậu thật sự đều có những nốt ruồi to cỡ tầm sâu ư? Tôi gật đầu nói đúng vậy, nốt ruồi trên tay trái tôi và trên tay phải của Tôm Quyên Quyên có hình dạng giống hệt, đều là hình vuông. Còn nốt ruồi trên người Dương Tiên Giao thì là khá đặc biệt, không chỉ có vị trí khác với chúng tôi mà ngay tới tình trạng hình dạng cũng hoàn toàn khá biệt, đặc biệt. Anh này không chút suy nghĩ mà cất tiếng hỏi ngay, có phải nốt ruồi trên người cô Vương mọc ở sau lưng và có hình tròn không? Không ngờ anh này nói giống như đã tận mắt nhìn thấy, vừa nói đã trúng ngay. Lần này khi tới lượt tôi và Phương Tinh Giao lộ vẻ hẹn thùng, bắn dâm tặc, nơi từng nhìn bổn cô nương tắm có phải không? Không nói rồi liền nắm chặt tay bừng lưng nửa giận đi về hướng ăn gầy. Nhìn bộ dạng của cô nàng thì nếu ăn gầy không giải thích rõ ràng, hôm nay từng hầm giữ được tính mạng. Ăn gầy vội vàng kêu quái lên, hoang ổn quá, bảo Phương Tiên Giao từng vỡ mạng. Sau đó mới nói, tôi với cô Phương xưa nay chưa từng quen biết, này cũng chẳng biết chỗ ở cô ở đâu, sao mà có thể chạy đi nhìn cô tắm được. Sở dĩ tôi biết tới điều này hoàn toàn là nhờ vào một cuốn sách cổ của sư phụ tôi. Cuốn sách cổ ghi trong đó nói gì? Ăn từng có mà lừa gạt bọn tôi. Phương Tiên Giao lộ vẻ nghi hoặc, ăn đầy nhăn nhó mặt mày nói, tôi nói câu nào cũng là thật, tuyệt đối không lừa gạt các cô cậu. Công thức sắc cổ đó có viết ti Á Pha Lê và Dạ Minh Châu là hai món thần khí hờ thượng cổ, nhưng dùng máu của ba người thì có thể phá giải được pháp lực của nó, mà ba người chính là các cô cậu. Vì chân người các cô cậu có vết bớt đặc biệt kia, trong đó thần vương tượng trưng cho mặt tích, thần tròn tượng trưng cho bầu trời, vừa thay phù hợp với quan niệm trời tròn đức vương của người xưa hay sao? Phương Tiên Giao vẫn không tin, tuy hỏi tiếp, viết bếp đó rõ ràng nằm núp gùi mà. Còn nữa, ăn được đọc câu chuyện này trong cuốn sách cổ, vậy ăn gầy đáp, cuốn sách cổ đó có tên là Thần Ma Luật, ghi chép về một số kỳ trận và thần khí hờ thượng cổ, còn nói rõ cách để giải phá những kỳ thật thứ trên người các cô cậu không hẳn nào viết bếp, lại càng không phải nào nút gùi. Nói một cách chính xác thì đó chính là loại ký hiệu thần bí. Một khi các cô cậu hợp sức phá được pháp lực của Á Pha Lê và Dạ Mân Châu, những viết bếp đó sẽ tự khắc mà biến mất. Khi ấy, sứ mệnh của các cô cậu coi như đã hoàn thành. Anh gầy nói đâu ra đó, hơn nữa còn có chứng cứ rõ ràng khiến chúng tôi không khỏi không tin.
Nhưng tôi luôn cảm thấy anh ta không đơn giản chút nào. Khi nói tới chuyện gì cũng lôi sắc cổ và sư phụ ra, làm tôi cảm thấy dường như anh ta đang cố tình giấu giếm thân phận của mình. Bèn hỏi một câu nữa, phải rồi, anh biết nhiều chuyện như vậy, chẳng hay anh có lai lịch như thế nào. Tốt xấu thì bọn tôi cũng cứu anh mà đúng không? Chúng tôi bây giờ lại cùng chung hoạn nạn, mà bọn tôi lại chẳng biết gì về thân phận của anh. Do đó mới muốn thỉnh giáo một chút. Anh gầy nghe tôi hỏi thế thì hoán khỏe ngạc nhiên, nhưng sau đó lại lập tức trả lời câu hỏi của tôi. Hơn nữa bộ dạng còn có vẻ hơn chính, cười lặng nói câu như cậu có mắt xem nhìn người đấy. Vậy tôi sẽ nói thật cho cậu biết, trộm mỗi ở miền Bắc gọi là mò vàng, ở miền Nam gọi là lạc ấu. Từ đó mới hình thành nên hai phe Nam Bắc, mà sư phụ tôi của năm người bọn tôi chính là Nam phái đệ nhất nhân luật, người ta gọi là Thông Thiên Tử môn hạ. Đệ tử của ông có tới mấy trăm người, trong đó 5 người bọn tôi chính là đệ tử tâm tắc của ông. Chỉ đáng tiếc bọn tôi học nghệ chưa tinh mà đã muốn đi lạc ấu lớn, kết quả là rơi vào tình cảnh như bây giờ, quả thật không xứng đáng hậu sự hữu ái của sư phụ. Anh gầy nói tới đây thì thở dài, dường như đang hối hận vì đã quá tham lam. Quả nhiên tôi không nhìn lầm anh ta, lần này đúng là có lai lịch không đơn giản. Khi tôi nói tới vị tiền bối xương khô kia của 15 năm trước, anh ta tỏ vẻ xem thường nói, hạng người như thế có thể so sánh được với 5 người bọn họ. Nhớ khi đó tôi bị lọt xuống một cái thang như vậy, chỉ cần tung người một cái là có thể nhảy lên hàng giếng, là có thể bám vào hàng thang rồi trèo lên ra ngoài. Tôi cảm thấy anh ta nói như vậy có phần hơi quá, bởi tiền bối xương khô kia có thể mang theo 3 món bảo vật như vậy, chân người thì tất nhiên không thể nào là hạng kém cỏi lượt. Tôi tỏ khỏe không phục nói, anh ta lợi hại như vậy thì tại sao cần bị giam trong địa lao kia? Nếu không có 3 người bọn tôi tới, ắt chờ ăn đã chết đói rồi. Trong khi đó giờ này của tôi đã nói đã trúng chỗ yếu của anh ta. Anh ta cười gượng một tiếng, sau đó giải thích, khi đó tôi bị giam giữ một mình trong địa lao, các công cụ lạc ấu lại đều ở chỗ các sư quân của tôi cả, hằng ra tôi chỉ có tay không. Cậu bảo tôi phải thoát thân thế nào đây? Lời của anh gầy lúc nào cũng cực kỳ có lý, không có lấy một chi sơ hở. Sơ hở nào? Người như thế đi làm một tay trộm mộ thì thật là quá đáng lãng phí. Tôi thấy nếu anh ta chịu đi làm luật sư thì nhất định sẽ có được hàng tụ, khiếm thiếu ai mà kém bằng. Phương Tiên Giao nhìn anh ta không vừa mắt, bèn nói, lời của anh Túng là rất có lý đấy, vậy xin hỏi anh Túng, tôi bây giờ chân người có công vụ, vậy nên thoát thân như thế nào đây? Mong anh chỉ giáo cho bọn tôi một con đường sáng. Anh gầy không ngờ Phương Tiên Giao lại hỏi như vậy, bất giác lại có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó đã bình tĩnh trở lại. Anh ta suy nghĩ một chút rồi chăm chú nhìn chúng tôi, nói với giọng thật
ẩn chứa đầy thâm ý. Tôi không dám bảo đảm vận mạng của mình trong tương lai sẽ ra sao. Nhưng các điều hai câu cậu còn cả anh bạn chưa biết tung tích kia nữa, nhất định sẽ không chết ở nơi này. Thể loại huyền diệu kinh dị trinh thám. Nếu khán giả thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình và đóng góp ý kiến nhé. Xin cảm ơn. Chương 31 Ác mộng hằng sự thật 2. Chúng tôi không ngờ anh gầy sẽ nói ra những đề này. Như vậy tuy cảm thấy có chút quan đường, nhưng tôi rút suốt cuộc vẫn muốn kìm lược hỏi. Anh nói vậy là có ý gì? Nghe cứ như là anh biết xem số vậy. Anh gầy tỏ vẻ nghiêm túc nói. Không phải tôi biết xem số, mà là trên cuốn sách cổ kia thật sự có ghi chép. Lại như vậy thì lại là cuốn sách cổ đó. Vậy anh nói xem cuốn sách đó rốt cuộc đã ghi chép những gì nào. Xem nha. Anh ta nói như thế thì xếp chút nữa tôi nó chịu. Ngay tại chỗ khóa ra tất cả kiến thức của gã này đều là đọc từ cuốn sách cổ kia. Anh gầy cười nói, cậu từng kích động kỳ thật. Mọi chuyện này đã liên quan tới ký hiệu hình vuông và thần tròn kia. Vừa rồi không phải tuy đã nói. Rồi sao? Máu của các cô cậu có thể phá giải áp pha lê và dạ minh châu. Và đó là cũng chính là sứ mạng của các cô cậu. Từ khi các cô cậu đã hoàn thành sứ mạng, bằng không sẽ không thể nào dễ dàng chết được. Trong chốn môn luân mọi chuyện đã sự ăn bài sẵn. Do đó, các cô cậu không cần lo lắng cho tình cảnh hiện tại của mình đâu. Tôi không kèm lượt hàm mắng lớn mấy tiếng nội dung trong sách cổ đó đâu thể tin tưởng được hoàn toàn. Hơn nữa, bây giờ là thời đại nào rồi, lỡ như đó là một cuốn sách nhảm nhí mà chúng tôi lại tin vào, vậy chẳng phải đi tìm từng chết hay sao? Có điều mặt mày của tôi tỏ ra rất vui vẻ, còn cười nói với anh gầy, cảm ơn những lời may mắn của anh. Nếu tôi có thể sống sót rời khỏi nơi này, mong anh nhất định sẽ cho tôi mượn được cuốn sách kia. Cái tôi muốn xem trên cuốn sách rốt cuộc viết những gì. Sau đó mấy người chúng tôi đều tỏ ra hết sức mệt mỏi, chỉ ngồi trên sàn chẳng nói năng gì nữa, cũng chẳng muốn làm gì lúc này đâu. Dù có về thể xác hay tinh thần thì chúng tôi cũng đã quá mệt mỏi. Thậm chí tôi vừa mới im lặng một lát thì mí mắt đã không hoàn toàn nhận chịu. Không lâu sau thì dần dần chìm vào giấc ngủ. Tôi chẳng rõ mình đã ngủ bao lâu. Khi tỉnh dậy thì chỉ cảm thấy đầu óc đau giận, hoảng loạn. Từ việc thái dương truyền tới những cơn đau buốt, tôi đưa tay xây nhẹ chỗ đó, lại vẫn ngẩng đầu nhìn thấy anh gầy và Phương Tiên Giao vẫn ngồi yên tổ chủ cổ chủ đang quể quải nhìn tôi. Tôi hỏi Phương Tiên Giao, tớ đã ngủ bao lâu rồi? Phương Tiên Giao có vẻ rất hết sức là mệt mỏi. Tôi tay phải lên nói, xem đồng hồ cách tiếng, trả lời cũng chưa lâu lắm, chỉ gần 8 tiếng. Gần 8 tiếng như vậy chỉ là không lâu lắm. Đã trôi qua một ngày rồi ư? Cũng tức là gần tới ngày thời điểm Vương Phương tiến thành cúng tế. Có điều bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng để mà suy nghĩ quá nhiều. Chỉ biết rằng
dù có chết thì vẫn cũng phải là một con ma no mới được. Mà từ khi đi vào ngôi mộ này, hình như tôi chưa từng ăn gì cả. Cảm giác phát hiện mình đang đói ghê sợ, cái bụng không ngừng phản nghị. Tôi tháo ba lô trên lưng xuống, lấy ra hộp thịt bò, chia cho mỗi người hai hộp. Phương Tinh Giao hiển nhiên cũng đã đói. Sau khi mở nắp hộp ra, liền dùng tay bóc một miếng thịt bò bỏ vào miệng. Ăn gầy thì không cần phải nói tới. Vừa nhìn thấy thoáng một số xếp chút nữa chết đói, thì anh ta vừa nhìn thấy hộp thịt bò. Tôi đưa tới đã nghe thấy tiếng anh ta ngút nước biến rồi. Sau khi ăn no uống đủ, ba người chúng tôi chuyện trò vu vơ mấy câu, rồi bầu không khí lại một lần nữa chìm vào trầm lặng. Tôi không thể quan sát mấy gã viên binh sĩ kia, thấy bọn chúng chẳng ăn uống gì, cứ tính bất động ở đó suốt 8 tiếng đồng hồ. Xem ra nước địa tiền đúng là kỳ diệu, có thể giúp người ta sống được mà vĩnh viễn không cần ăn uống. Đổ nước thần kỳ như thế, nếu lọt vào tay một vị hoàng đế nào đó thờ thượng cổ, có lẽ lịch sử Trung Quốc đã thay đổi hoàn toàn rất nhiều. Lâu rồi không được ăn no, nên bây giờ ăn gầy cứ ngồi đó mà lắc với ở không ngừng. Tôi rồi anh ta lại đưa tay sờ bụng dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó anh ta bắn hai tay vào hàng lồng sắt, từ từ đứng dậy bắt đầu khởi động để làm nóng cơ thể như một phẩm viên. Tôi nói với anh ta làm gọn như thế, với tình trạng sức khỏe của anh ta bây giờ chưa biết chừng. Tôi tiên luộc mấy bước đã ngã luôn rồi ấy chứ. Lần này bị tôi nói như vậy mà ăn gầy lại kiên nhẫn chẳng hề đáp lại một câu. Không giống với anh ta lúc nãy, anh ta vẫn đang khởi động những động tác thì không có khác gì ngoài bước chân lắc không. Tôi thật không biết anh ta làm như thế có tác dụng gì không. Có điều nhìn bộ dạng thì có vẻ anh ta cực kỳ nghiêm túc, chẳng thể để tâm tới tôi. Đến ánh mắt chào lòng của tôi khoảng mười mấy phút sau, chợt nghe một tiếng gắt vang lên như tiếng chật khô khốt vang lên. Đó rõ ràng vang lên từ người ăn gầy. Tôi tò mò nhìn qua điện thoại. Ăn không sao chứ? Đã nghe thấy mấy tiếng gắt nổ vang lên liên tiếp từ người ăn ta, khiến tôi bất giác sững sờ. Mà Phương Tiên Giao lúc này cũng giống hệt như tôi, cứ ngơ ngẩn nhìn ăn ta. Thấy tôi và Phương Tiên Giao nhìn mình như người sâu quả, anh ta mỉm cười nói, hư thái nói với chúng tôi rằng đi từ ngày hôm qua tới giờ chỉ ăn lột một chút bánh quy với hai hộp hộp bò, nhưng hiệu quả rất vẫn khả quan, sức khỏe ít nhất cũng đã khôi phục được một nửa so với mấy ngày trước. Lần này mà tôi có thể thoát ra ngoài, chắc chắn tôi sẽ không mang phiền phức tới cho hai cô cậu. Chưa biết chừng còn có thể giúp đỡ hai người phần nào ấy chứ. Nói rồi anh ta còn phun trên đá mấy cái tỏ ý rằng mình không thể khoác lác. Thân thể của anh chàng này quả là không tệ, mới ăn được một chút đồ chẳng bao nhiêu dinh dưỡng, lại vừa qua một ngày mà có thể thôi phục tới mức này, quả đúng là một chuyện lạ trên đời. Sau khi khởi động cơ thể, anh gà chậm rãi
thở ra một hơi rồi mới tính dậy gần. Động tác bất giác. Hơn 3 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Lúc này tôi bỗng cảm thấy có chút nôn nao hầm hy vọng. Lời của anh gầy là sự thật. Khi trước mắt chúng tôi vẫn chưa biết lượt tung tức nào của Tôn Kiên Quyên. Chẳng rõ cậu ta bây giờ thế nào rồi. Mong là không có chuyện gì xảy ra bất chắc về chuyện. Nhưng quả thật rất có lý. Vì dù sao phú quý hay quả thì con người tao cũng không thể trắng lột một màn những tiếng bước chân trộm vọng ra từ hướng tường hầm, xem lẫn trong đó còn có tiếng hô cứu mạng của mấy người đàn ông. Trái tim tôi đã bừng lạnh, của tôi tức thì được thoát lên, thiếu chút nữa đã nhảy ra khỏi lòng ngực. Tiếng bước chân này càng lúc càng gần, càng rõ ràng hơn. Dần dần trong tầm mắt của tôi xuất hiện rất nhiều người, số lượng phải hơn 100 người. Tất cả đều cúng rúm tiến vào từ phía tường hầm. Nhìn thấy cảnh tượng này tôi đoán Trần Luân Phương sắp cử hành lễ cúng tế. Ba người chúng tôi lập tức đứng dậy, có chút quen mang nhìn về những hướng những người đó. Trong số 300 người đó có binh sĩ và lốc công. Nhưng tiệc tối không có một nô lệ nào qua đó. Tủ thấy địa vị của nô lệ kỳ thật thấp kém. Ngoài ra giữa 8 người kia chúng tôi còn nhìn thấy 2 người cực kỳ bất mắt. Nhìn bộ phục trang thì rất rõ ràng là người hiện đại, mà tiếng hô cứu mạng chúng tôi vừa nghe thấy chính là từ miệng bọn họ phát ra. Quần áo của bọn họ trông rất là sạch sẽ, chắc chắn là bị bắt tới đây chưa được bao lâu. Gã vinh sư mặt mày dữ tợn lành cũng xuất hiện. Hắn đưa mắt liếc nhìn những tên binh lính đang trông coi chúng tôi, khẽ gật đầu tỏ cao hài lòng, sau đó hướng về hướng tường hầm khôn hồi cung kính. Kính chào Luân Phương giá đáo. Luân Phương lúc cuộc đã chịu xuất hiện, hưng phận âm hầm xem ra lần này chúng tôi thật sự có thể gặp được kẻ tâm thập bất chính, ngầm đà hiểm tập ấy rồi. Ba người chúng tôi sau nháy mắt đều trở nên kích động, đồng loạt nhìn chằm chằm về hướng đường hầm. Trong lòng hầm nghĩ, tên Luân Phương khủng khiếp đó liệu có bộ dạng như thế nào đây?